Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Ngài: "Rabbi," nghĩa là thưa Thầy, "Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andrê em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, rõ ràng là các bài kinh thánh hôm nay đều nói đến ơn gọi. Và khi nói đến ơn gọi thì lập tức chúng ta liên tưởng đến ơn gọi làm linh mục, ơn gọi làm tu sĩ. Dĩ nhiên là điều đó đúng thôi. Nhưng tôi nhớ lại lời của Thánh Augustino nói với giáo dân của Ngài: "Với anh em tôi là Kitô hữu, và cho anh em tôi là giám mục." Có nghĩa là cái ơn gọi Kitô hữu là một ơn gọi nền tảng cho mọi ơn gọi khác. Và tôi cũng nhớ đến một câu nói rất quen thuộc. Người ta bảo rằng muốn làm thánh thì trước hết phải làm người. Muốn làm Kitô hữu thực sự thì trước hết phải là một con người cho nó ra người. Thế cho nên tôi không nói với anh chị em về ơn gọi đi tu làm linh mục hay là tu sĩ. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ về ơn gọi nền tảng liên quan đến tất cả chúng ta. Đó là ơn gọi làm người và ơn gọi làm Kitô hữu, môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thấy là Kitô giáo của mình có một cái nhìn rất độc đáo về cuộc sống con người. Kitô giáo không nhìn cuộc sống con người như là một định mệnh hoặc như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, mà nhìn cuộc sống làm người khởi đi từ một tiếng gọi. Và hành trình làm người của chúng ta trở thành một cuộc đối thoại giữa Đấng kêu gọi mình và mình là người đáp trả cái tiếng gọi. Cái cuộc sống làm người của mình trở thành một tương quan liên vị giữa Thiên Chúa là Đấng mời gọi mình và mình là người được Ngài kêu gọi. Và cái tiếng gọi đấy, Thiên Chúa không chỉ gửi đến có một lần, mà Ngài cứ tiếp tục thường xuyên gửi đến trong suốt hành trình làm người của chúng ta, để giúp cho mình hoàn thành ơn gọi làm người và làm Kitô hữu. Mấy năm gần đây, anh chị em nghe nói đến chuyện các giáo phái xuất hiện ở nhiều nơi. Và thường là lập tức chúng ta có một cái nhìn lên án đối với tình trạng các giáo phái đó. Nhất là khi mà mình chỉ biết đến một số giáo phái qua các hãng thông tấn nói đến, nó không hấp dẫn lắm. Chẳng hạn như là giáo phái AU ở bên Nhật, tôn giáo gì mà đi bỏ chất độc vào trong đường hầm để làm hại bao nhiêu người. Hay là giáo phái đền thờ mặt trời, tôn giáo gì mà rủ nhau đi tự sát tập thể như vậy. Ta có một cái nhìn rất là ác cảm đối với các giáo phái.
Tôi cũng đồng ý như thế, nhưng có một điều tôi suy nghĩ là thế này. Anh chị em biết rằng những thành viên trong các giáo phái đó không phải là những người ngu dốt. Rất đông trí thức có mặt ở đấy. Thế thì tại sao những người trí thức có hiểu biết và kiến thức rất rộng trong các ngành khoa học mà lại tham dự vào những giáo phái đấy? Và thành viên của những giáo phái đó cũng không phải chỉ là những người nghèo khổ trong xã hội, cho nên bây giờ đi tìm cái niềm an ủi nó mang tính ảo tưởng. Không phải. Mà rất đông các thành viên trong giáo phái là những người có địa vị lớn trong xã hội, những người thành công trong xã hội. Thế thì chúng ta lý giải làm sao? Thế tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó ngay từ đầu khi nghe nói đến các giáo phái. Và tôi nghĩ rằng có lẽ, không dám khẳng định, có lẽ thôi, có lẽ là trong tâm hồn con người có một chiều sâu nào đấy, và đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta cảm nhận rằng tất cả những cái người ta đạt được, nào là tri thức, nào là tiền tài, nào là danh vọng, nào là thỏa mãn xác thịt, tất cả nó không lấp đầy được cái chiều sâu đấy. Và tôi càng nghĩ như vậy nhiều hơn khi để ý rằng mấy năm nay các ấn bản tôn giáo xuất hiện nhiều lắm anh chị em. Ở Việt Nam mình thì do tình trạng in ấn nó khó khăn, chứ còn ở trên thế giới là nhiều lắm. Và không phải các nhà thần học viết, dĩ nhiên vẫn có những nhà thần học viết về các đề tài đức tin, nhưng mà một số lớn những tác phẩm về đời sống tâm linh đó lại được viết bởi các nhà tâm lý, cách riêng là những nhà tâm lý trị liệu. Tôi có đọc một bài diễn văn của một nhà phân tâm học nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ. Ông ta nói rằng từ ban đầu với Sigmund Freud thì cái ngành phân tâm học, hay là có nhiều người gọi là tâm lý chiều sâu đó, nó đã muốn khẳng định mình như là một khoa học khách quan và thực nghiệm. Và nó loại trừ tất cả những yếu tố cũng như chiều kích tâm linh trong cuộc sống con người, coi như là không có, ảo tưởng. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta khám phá lại và thấy sự cần thiết. Và người ta khám phá điều đó không phải như các nhà thần học là dựa trên mặc khải của Kinh Thánh, mà là dựa trên những đúc kết khoa học, dựa trên những kinh nghiệm trị liệu tâm lý cho cả ngàn cả vạn con người. Và từ chỗ đó, người ta dám đề nghị là bây giờ trong chương trình huấn luyện một nhà phân tâm thì dứt khoát là phải có một giảng khóa về linh đạo, về đời sống tâm lý, mới có thể giúp đỡ được con người ngày hôm nay khi họ đối đầu với những tình trạng, những vấn đề trong đời sống. Và cũng từ chỗ đó, các nhà tâm lý nói đến cái mà họ gọi là nỗi nhớ nhà. Như thể ở nơi con người của chúng ta đó, từ một thế giới khác mà đến, và mình vẫn mang ở trong chiều sâu lòng mình cái nỗi nhớ về quê hương mà từ đó mình đã ra đi. Và không có cái gì ở trong cuộc đời này nó có thể lấp đầy, nó có thể làm thỏa mãn cái nỗi nhớ nhà sâu xa trong lòng người. Một lúc nào đó, mà theo phân tích tâm lý thì người ta bảo thường là nó xảy ra ở tuổi trung niên. Ở đây có một số anh chị ở tuổi trung niên, nghĩ xem có đúng không? Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta tự nhiên nó xuất hiện cái câu hỏi: thế chả nhẽ cuộc đời tôi chỉ có vậy thôi à? Chỉ có ăn xong rồi đi làm, kiếm thật là nhiều tiền, xong rồi hưởng thụ cho nó đã, xong rồi cuối cùng nhắm mắt là chết à? Cuộc đời chỉ có vậy thôi à? Nó có một cái câu hỏi nó xuất hiện. Và có một lúc nào đó mà chúng ta làm việc gì cũng thấy lòng mình nó cứ bồn chồn,
đọc cuốn sách thì cũng không thấy hứng thú, đi dạo cũng không thấy hứng thú, đi chơi cũng không thấy hứng thú, nó có một cái gì đấy nó bồn chồn. Tiếng gọi của Thiên Chúa hàm ẩn trong những trạng thái tâm lý của đời sống. Và Thiên Chúa gửi tiếng gọi đó đến với chúng ta bằng nhiều cách. Khi tôi đọc các bài Kinh Thánh hôm nay, tôi thấy Samuel được Chúa gọi giữa đêm khuya trong lòng thánh điện, thinh lặng và thánh thiêng. Nhưng các môn đệ thì lại được Chúa gọi đang khi đứng ở ngoài đường, chứ không ở trong thánh điện. Giữa ban ngày chứ không phải là đêm khuya. Giữa phố chợ ồn ào chứ không phải là giữa thinh lặng. Chúa gọi con người bằng nhiều cách. Có một tác giả hình dung một câu chuyện thế này. Thần chết tháp tùng một anh khổng lồ, nổi tiếng là có sức mạnh ghê gớm. Và thần chết từ từ lái cái anh khổng lồ nó đi về cõi chết. Thế nhưng mà anh khổng lồ đó nó không chịu, thế là hai bên đánh nhau. Và cuối cùng thần chết là thua, bị nó đánh tơi bời nằm ngả nghiêng ngoài đường. Nhưng có một anh thanh niên, anh ấy đi qua đấy, anh gặp thấy, anh tội nghiệp chăm sóc cho. Những khi tỉnh dậy đó thì thần chết mới nói với anh thanh niên đó là: người biết ta là ai không? Ta là thần chết đây này. Một ngày nào đó ta sẽ đến gọi ngươi giống như là ta gọi bao nhiêu người khác. Nhưng bởi vì ngươi giúp đỡ ta cho nên bây giờ ta cho ngươi một ân huệ. Đó là khi nào mà ta đến gọi ngươi về, ta sẽ báo trước để có thời giờ mà chuẩn bị. Thế thì sướng quá rồi, anh chị em và tôi mà được Chúa báo trước là ngày mai hay là năm tới Chúa gọi về thì chắc là hôm nay mình sống thánh thiện, không khác gì Thánh Phanxicô khó khăn. Và từ đó là hắn ta an tâm nhé, hắn ta ăn chơi rất là thoải mái, bởi vì tin chắc là giờ chết là ta biết trước. Rồi khi ăn chơi quá sức như vậy đó thì tiền bạc tiêu tan hết rồi, anh ta rơi vào cảnh khốn cùng, đến nỗi không có cái gì mà ăn. Nhưng mà anh ta vẫn chắc chắn là mình chưa chết, bởi vì thần chết chưa bảo. Mà cuối cùng thật, anh ta thoát ra khỏi cảnh nghèo, làm ăn thành công trở lại, lại tiếp tục ăn chơi trác táng. Và có những khi cảm thấy tâm hồn của mình sao mình đầy đủ thế này mà nó vẫn cứ buồn chán. Thế nhưng mà anh ta gạt phăng đi cái ý tưởng đó và cứ tiếp tục lao vào một cuộc sống hưởng thụ thôi. Rồi thì nó cũng qua. Tiếp tục một lối sống như vậy thì đến một lúc nào đó anh ta rơi vào tình trạng bệnh hoạn. Và bạn bè đều bảo rằng chắc chắn là mày chết thôi. Nhưng mà anh ta bảo không, tao chưa chết, tao biết chắc là như vậy thôi, tao sẽ qua cơn bệnh này. Sida đi nữa thì tao cũng không có chết. Mà cuối cùng anh ta thoát thật, không chết. Và tiếp tục một lối sống như cũ. Cho đến một hôm, đang vui vẻ nhậu nhẹt tiệc tùng với bạn bè thì thần chết gõ cửa. Anh ta mới cự lại, bảo sao ông nói là ông báo trước mà lại bảo bây giờ đi ngay. Mà đâu có phải là ta không báo, ta đã báo rất nhiều lần. Ta gửi sự cùng khổ đến, ta gửi bệnh tật đến, ta gửi những nỗi chán trường trong đời sống đến, mà ngươi có nghe đâu. Hóa ra là vậy. Tiếng gọi của Thiên Chúa đến với chúng ta bằng nhiều cách. Không phải chỉ ở trong nhà thờ, mà ngay giữa lòng cuộc sống, xuyên qua những biến cố của đời thường. Cái vấn đề là anh chị em và tôi có nghe không? Thành thử ra tôi thấy Samuel và các môn đệ Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một thái độ tuyệt vời nếu mà mình thực sự muốn hoàn thành ơn gọi làm người và làm Kitô hữu. Tôi có thể tập trung vào hai điểm. Thứ nhất là một thái độ lắng nghe.
Và thứ hai đó là vai trò của người hướng dẫn. Thứ nhất là thái độ lắng nghe. Tuần vừa rồi tôi có giúp các anh sinh viên ở bên chủng viện thực tập để dọn bài giảng chủ nhật hôm nay này. Thế thì có một anh sinh viên đặt tên cho bài viết của mình là tiếng gọi thì thầm. Hay quá thể. Tôi nói đùa bảo là phải nói cho nó rõ là tiếng gọi thì thầm trong thánh điện hay là tiếng gọi thì thầm ở trong công viên. Nhưng mà cái tên gọi thì hay lắm. Và cái tên gọi đó nó diễn tả tiếng gọi của Thiên Chúa rất là nhẹ nhàng. Mà vì quá nhẹ nhàng như vậy cho nên những âu lo của đời sống, những bận rộn của cuộc đời nó nhâm chìm, chúng ta không nghe. Và chính vì thế mà mình phải biết lắng nghe trong thinh lặng. Thinh lặng của tâm hồn. Và sự lắng nghe này không chỉ đơn giản là lắng nghe bằng đôi tai, mà cần phải lắng nghe bằng trái tim và hơn nữa bằng một ý chí lên đường. Tôi tưởng tượng Samuel lúc đấy có lẽ chừng 11, 12 tuổi chứ gì. Mà ở cái tuổi đó là mê ngủ lắm. Anh chị em có kinh nghiệm mà. Tôi cũng có kinh nghiệm. Ngày xưa trong tiểu chủng viện đến 14, 15 tuổi là đã lớn hơn Samuel rồi. Vậy mà phải giữ chuông cho chủng viện. 5 giờ sáng thì thức dậy, cho nên hôm nào mà dậy nhìn đồng hồ mới có 3 rưỡi nữa. Không dám ngủ nữa, cứ ngồi thôi. Sợ là mình ngủ quên. Cái tuổi đang ngủ mà. Vậy mà cậu bé mới có 10 tuổi, 11 tuổi mà Chúa gọi 3 lần, 4 lần hành hạ con người ta như vậy. Thế mà cậu bé lần nào cũng vui vẻ thức dậy thế, chạy sang bên thầy cả Eli, thưa thầy, thầy gọi con. Thái độ lắng nghe bằng con tim và bằng ý chí. Và các môn đệ của Chúa Giê-xu vào thời điểm đó đâu có phải là những người già cả, giống như là mình cứ nhìn thấy Thánh Phê-rô bổn mạng của tôi hói đầu, coi già quá thể. Mà vào thời điểm đấy đấy, là các ngài trẻ măng à, trẻ lắm. Những người trẻ như vậy đã sẵn sàng giã từ tất cả mọi sự để đi theo Chúa Giê-xu. Một thái độ lắng nghe bằng con tim và bằng ý chí lên đường. Kinh nghiệm dạy anh chị em và tôi thấy đâu có phải là mình không nghe. Nhiều khi nghe rõ một một thì... Có điều mình không nghe bằng con tim, lại càng không nghe bằng ý chí. Bởi vì Chúa ơi, nếu bây giờ mà Chúa gọi mà con đáp trả ngay thì tiếc chết đi được. Phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia. Mình sợ, không dám lên đường, cho nên không đáp trả trọn vẹn. Và một khía cạnh thứ hai nữa là vai trò của người hướng dẫn. Anh chị em thấy không? Samuel đâu có nhận ra tiếng Chúa đâu, phải nhờ thầy cả Eli. Mà ông cũng không nhận ra ngay từ đầu, phải đến lần thứ ba ông mới nói với Samuel: con mà còn nghe tiếng gọi nữa thì con quỳ gối xuống, con mở lòng con ra và con trả lời: lạy Chúa, xin Chúa cứ nói, tôi tớ Chúa đang nghe. Các môn đệ của Chúa Giê-xu đâu có biết Chúa Giê-xu là ai. Phải có ông Thánh Gioan giới thiệu: đây là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Người hướng dẫn quan trọng. Nếu anh chị em tìm hiểu các tôn giáo phương Đông, đặc biệt là Ấn giáo và Thiền, anh chị em sẽ thấy vai trò của các guru, của người hướng dẫn trong đời sống tâm linh quan trọng. Và Thánh Phaolô của chúng ta thì nói đến cái gọi là sự biện phân các thần khí. Phải có người giúp cho mình biện phân. Thực sự đây là tiếng gọi của Thánh Thần hay chỉ là những cái ảo giác? Ai cũng bảo là cha ơi, đêm qua Đức Mẹ hiện ra với con. Ai cũng bảo rằng cha ơi, Đức Mẹ dạy là phải thế này, phải thế nọ. Thế để ông cha ông không nghe thì bảo cái ông này chẳng có đức tin. Nhiều khi chỉ là ảo giác.
Phải có một người, người ta có kinh nghiệm sâu xa và lâu dài trong đời sống tâm linh, hướng dẫn mình để khám phá ra tiếng gọi thực sự của Thiên Chúa. Rồi đến lượt anh chị em nữa. Anh chị em là cha là mẹ trong các gia đình, anh chị em cũng có bổn phận để giúp cho con cái mình biện phân, khám phá ra tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời của nó. Mà làm sao mình giúp được nếu chính mình không đi sâu vào trong kinh nghiệm đức tin? Tôi thấy hai bài kinh thánh hôm nay phong phú lắm, mà sợ không dám làm mất nhiều thời giờ của anh chị em. Chia sẻ một vài suy nghĩ đơn sơ như thế. Có người chủ trương rằng khi dạy cho các em thiếu nhi hay là thanh niên công giáo thì là phải dạy nhân bản, rồi thì dạy giáo lý, hai cái nó khác nhau. Tôi đồng ý là về mặt lý thuyết chúng ta phải phân biệt, nhưng mà một đằng khác đừng tách biệt. Tôi xác tín rằng Kitô giáo chính là nền nhân bản trọn vẹn nhất. Làm môn đệ Chúa Giêsu có nghĩa là làm một con người đúng nghĩa nhất, làm con người đúng phẩm giá cao cả nhất. Đó là phẩm giá của những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được trở thành con cái của Người. Làm môn đệ Chúa Giêsu chính là sống tư cách con người đúng nghĩa nhất. Và Chúa không ngừng gửi tiếng gọi đến cuộc đời chúng ta để giúp cho mình hoàn thành ơn gọi đấy. Xin Chúa cho anh chị em cũng như tôi, ta có một trái tim biết lắng nghe, và hơn thế nữa, có một ý chí can đảm để dám đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, để nhờ đó mỗi một ngày chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm người và làm Kitô hữu.